Xin chào mọi người nhá. Tôi đang ở trên Phúc Trì, Thái Nguyên, tại nhà vườn của anh Thắng, bonsai Đức Thắng. Thế thì hôm nay tôi đến đây thăm vườn và cũng sẽ ghi lại cho mọi người cùng xem những cái cây bonsai trong vườn của anh. Anh có hai không gian để kê cây, cái không gian đầu video vừa rồi và cái không gian trong sân này. Có rất nhiều những cái cây cốt già, vừa cây mịn vừa cây phôi, có rất nhiều. Tôi sẽ đi ra từ phía ngoài kia để quay cho anh em xem một số những cây. Trước hết là giới thiệu qua cái gốc cây hoa mẫu đơn này. Anh đã biến nó thành cây bonsai rồi. Và đây là cây sim. Đây, chúng ta đi qua cái hàng này trước. Cây to dáng siêu đây là cây ngọc anh, còn đây là cây ngọc bút. Một cái cây hoa mẫu đơn khoảng phi 30-32, đường kính 32-35 gì đó, tầm đó. Cao đây rơi vào khoảng 60 phân từ gốc lên đến bông. Chúng ta đi qua cái cây xanh này, đây là một cái cây xanh Nam Điền, chất xanh rất đẹp và cây dáng đảo địa Hoài Huyền Chi. Cây rất già. Chúng ta xem qua cái gốc phôi xanh Nam Điền này chút. Đây là một gốc phôi lùn, cũng được anh Thắng anh ấy cắt cụt đi để tạo thành một cây bonsai nhỏ. Vâng, và đây cũng là một cây xanh phôi Nam Điền. Đây là cũng một cây xanh phôi nữa, cũng xanh Nam Điền đang nuôi. Cây này có dáng hơi siêu và rất điệu. Những tay đang được vẽ và nuôi sổng. Cây xanh Nam Điền dựa đá trên một khối đá nhũ dựng đứng.
cây xanh Nam Điền trung gốc có hai thân, nhìn cũng khá điệu. Đây cũng là một cây xanh Nam Điền, cây già và dáng điệu. Tôi đã hình dung ngay được ra cái bông tay của cái cây này sau này sẽ như thế nào. Cây phối đang làm. Vâng, đây cũng là một cây xanh Nam Điền hoàn thiện. Cây khá điệu. Xanh Nam Điền ôm đá. Vườn của anh Thắng ở khu vực Phúc Triều là khu vực đán. Ở đây là cái đất chè. Chúng ta nhìn xa xa là những đồi chè. Chú bướm rất đẹp đang đậu với cây mẫu đơn. Quá nhiều lồng. Cây mẫu đơn già quá. Bướm nó đậu rồi bướm nó bay thôi. Giờ chúng ta xem qua cái cây này một chút. Cũng là một cây xanh Nam Điền thân rất quái. Quá quái luôn. Dị cây. Trồng trên một chiếc chậu Đồng Nai. Cũng cây mai chú thủy lá lớn này có cái một thân trực, một thân hoành, nhìn rất điệu. Chúng ta xem chi tiết. Vâng, chúng ta đi qua cái cây xanh này một chút. Đây là một cây xanh Nam Điền dáng lão đang được nuôi để hoàn thiện. Cây cũng khá già và điệu, côn cây. Thank you.
cây cần thăng già. Vâng, phía đằng sau là một cây xanh Nam Điền đang làm. Cô ấy dáng rất quái. Cây khá già. Vâng, ở đây chúng ta thấy một cây lộc vừng tầm trung và nhỏ. Cây rất già nhé. Điệu cây. Nói chung là gu chơi của vườn này thì chủ yếu là những cây mà mang xu hướng quái cây, dị cây. Và phải già cây. Chúng ta nhìn từ đầu đến cuối đến bây giờ đều thấy những cây như vậy. Vâng, đây cũng là một cây xanh Nam Điền nữa. Một cây xanh Nam Điền phải nói là khá điệu, chất xanh đẹp và có tuổi trậu. Anh Thắng ơi, anh có thể ra giới thiệu một số cây được không? Anh đi cùng em, anh giới thiệu cho em một vài cây. Ừ. Cây xanh này anh làm đâu chứ? Cây xanh này làm cũng được mấy năm rồi, nhiều năm rồi. Anh cho ôm đá luôn đây. Ừ, cho ôm đá luôn đấy. Giả nhỉ? Cây này cũng là một cây khá chất lượng. Cây này thì già rồi, cây này nó lâu đời rồi. Vâng. Anh giới thiệu cây này một chút. Cây này ý tưởng của anh làm như nào? Cây này anh làm ở Trực Ngũ Phúc. Đây, cây này đang được phá cách. Đấy, làm cảnh. Ngũ Phúc, Trực Ngũ Phúc ấy. Anh chất xanh Nam Điền anh em xem nhé. Chúng ta xem thân bệ một chút, cây cũng tương đối già. Ở đây đều là những dòng xanh đẹp. Toàn xanh Nam Điền, không có xanh ta. Vâng. Đấy, cái cây đó là cái cây đẹp đấy anh ạ. Anh giới thiệu một chút về cây này. Cây này hả? Vâng. Cây này nó gọi là dáng trực siêu, trực hoành. Trực hoành đúng không? Ừ. Cây này anh làm lâu chưa? Cây này làm cũng được rất nhiều năm rồi. Ý tưởng con cho cây này thì anh sắp tới anh sẽ làm như thế nào? Sắp tới anh làm thì anh làm một thân trực và một thân hoành. Vâng. Đấy. Còn anh làm cái cây này nó rơi vào khoảng 4-5 năm rồi. À. Ừ. Anh chỉ mua cái cốt, cái phôi về thôi. Còn tay cành là về là anh làm ra. Đây là một trong những cây xanh Nam Điền rất đẹp đấy anh ạ. Em nhìn thấy có nhiều cái điểm nhấn cho cái cây này. Đó là từ cái thân bệ này cho đến những chiếc rễ. Đấy, anh em xem qua một chút. Chất xanh đẹp, cây già. Nhìn nó gầy gầy kiểu văn nhân. Nhưng mà phải làm trực hoành vì nó còn cái thân đủ kia đó. Anh đi giới thiệu cho em cây khác ấy. Cây này, như là cây kia đó. Cây này nó cũng phải rơi vào tầm 5 năm. Làm được 5 năm rồi. 5 năm rồi. Cây này thì anh đặt tên nó là gì? Cây này thì nó gọi là cũng trực hoành thôi. Vâng. Cũng một thân trực, một thân hoành ra này này. Thì mình gọi là trực hoành thôi. Cây già nhỉ. Ừ.
Thế này là trước anh ký lên đao không, hay là khi mà anh mang về đã có rồi? Anh về anh làm từ chân bệ lên đến tay cành, còn cái này là mình mua cái cốt nó về thôi. Vâng. Mua cả chậu cho vào, cả chậu và cả đá này mình về mình làm. Vâng. Ừ. Đây là một số những cái tay bông mà anh ấy làm này. Đấy, tay bông toàn tự tay làm hết đấy. Và chúng ta xem hai mặt. Và đây đến cái tác phẩm bên đằng sau này tôi cũng thấy nó khá ấn tượng. Tôi cũng đang lăn tăn hỏi xem là tại sao mà cái tượng La Hán ôm cái cây này lại bị gắn xi măng. Anh giải thích một chút cho anh em khán giả cùng biết được không? Đây này, cái chậu này. Cái này gì à? Vâng. Cái này gắn là lại là do là trước là cái miệng này nó quay sang bên này. Vâng. Thế là mình mới tháo ra cắt thì nó mới hợp vào cái cây. Vâng. Nó mới hợp vào cái cây thì anh mới lộn cái chậu lại. À. Ừ, thì nó mới hợp được vào cái cây này. Đẹp nhỉ. Đấy. Đây chúng ta xem tổng quan này, đây là anh ấy phối cảnh từ cái tượng La Hán cho đến cái cây. Cũng là xanh lam điền đấy. Đẹp, cây nhỏ đẹp, mịn rồi. Chúng ta xem nhá. Nhìn ông ấy vác cái chậu cây vất vả quá. Suốt ngày cười vẫn phải vác. Cười vẫn phải vác. Không phải cười nhưng cười nhõm mặt vẫn cứ phải ôm, tính nặng quá. Mang lại đam mê cho người chơi. Cây này một chút anh ơi. Cây này cũng già này. Cây này cũng già, cây này cũng lâu đời hết rồi. Cây này chúng ta gọi là cái dáng gì nhỉ? Dáng quái. Dáng làng thôi. Dáng làng. Dáng dị. Cũng hơi dị nhỉ, thân của nó đây. Ôm chặt cái khối đá bên trong rồi. Quá dị. Đấy, chúng ta xem này, đằng sau này. Đang đắp một lon bộ ở nhà. Chúng ta đi qua một số những cây bên trong này nữa. Và sau đó tôi sẽ chuyển sang vườn bên kia để lấy hình cho anh em xem những cái cây bên đó. Đây là cây xanh Nam Điền ôm khối đá nhũ. Cây cũng rất già. Lối chơi của anh Thắng thì chủ yếu là chọn cây già, tầm trung nhỏ. Đây cây này cũng cốt ác này. Cây già hết rồi. Trông vậy có hai thân nhá. Nhìn cây khá ổn, cũng dị cây đấy. Vâng, tôi sẽ dừng video clip ở đây. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong video sau. Xin chân thành cảm ơn. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.